Quá. Như của em bây giờ khoảng bao nhiêu phần trăm? 100%. Ui, gì của anh á? Đã vậy. Anh dùng phi cho phi à? Anh chạy binh như chứ. Binh thì chỉ có 8-9% làm gì có 100% chứ, anh không bỏ ra đồng nào mà anh nãy thế à? Vậy là 50%. Là 80%. Tức là anh bỏ ra 100 đô, anh bỏ 100 đô thì chỉ là 50%, tức là bỏ ra 50, nãy 50. Bỏ 100 đô được 200 đô thì là bao nhiêu? Là 50%. Bỏ 100 đô được 200 đô á? Là 100% chứ. Bỏ 100 đô được 200 đô thì là bao nhiêu? 100%. Ở loạn xạ rồi á. Không, thế thì phải lấy 200 đô chia cho 100 đô chứ.